đôi Bieber và Thomas đã thực hiện được ước mơ là chuyển đến căn hộ mà họ mong muốn bấy lâu nay. Người nhân viên này thông báo rằng chủ căn hộ không cho phép được khoan lỗ trên tường, không sơn nhà hay treo thứ gì lên trần nhà, vì gắn rèm cửa cũng không được. Nhưng những vấn đề này không ngăn được sự phấn khích về cuộc sống mới của cặp đôi. Tối đó, hai người ngồi bên cửa sổ và trò chuyện với nhau, thì ánh đèn bên nhà đối diện làm họ chú ý. Nhìn qua, hàng xóm của họ có vẻ là một thợ chụp ảnh. Bieber và Thomas có thể nhìn rõ hết diễn biến của căn hộ bên đó. Không khí bên căn hộ đó cũng bắt đầu nóng lên. Bieber khá ngại ngùng, còn Thomas thì tỏ ra hứng thú. Bỗng dưng được xem một phim trực tiếp, nội dung là chất lượng như thế này mà. Rồi Bieber nói Thomas hãy để cho hai người đó có không gian riêng tư. Đêm đầu tiên ở bên nhau, Bieber đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng có lẽ vì việc dọn nhà làm Thomas mất nhiều sức mà anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đồ ăn ngon, bày trí đẹp, mang đến tận nơi rồi mà. Sáng hôm sau, Bieber ra ngoài đi làm. Cô làm tại một bệnh viện mắt, cô còn được bác sĩ Sato tặng quà tân gia. Đang làm và quay trở về, Thomas cũng vừa vẽ xong bức vẽ trên tường để trang trí, trông nó khá là dễ thương. Hai người lại tiếp tục nhìn về căn hộ đối diện. Anh chàng kia họ gọi vui là Grant đang ăn chợt bị mắc nghẹn. Nhưng cô bạn gái thầm gọi là Margot thì ở phòng bên cạnh, đang đeo tai nghe nên không hay biết gì. Bieber và Thomas ở bên này hoảng loạn, sợ anh chàng kia sẽ không được cứu kịp thời. Thomas định chạy qua để giúp đỡ thì thật may Margot đã phát hiện và đến cứu. Ban đầu cô gái không biết phải làm sao, còn Bieber và Thomas bên này cực kỳ nhập tâm như thế. Họ đang ở cạnh và hướng dẫn cho Margot thực hiện sơ cứu. May mắn là cô gái đã biết cách thực hiện và kịp thời cứu sống bạn trai. Bieber và Thomas ở bên này cũng ôm nhau ăn mừng. Bieber trằn trọc không ngủ được. Cô ra ngoài lấy nước uống thì trông thấy Margot chuẩn bị rời khỏi với vali, chắc là đi công tác hay du lịch gì đó. Nhìn thấy vẻ ngoài của Grant cộng thêm việc hai ngày hôm nay Thomas đi ngủ trước, Bieber cũng cảm thấy hơi bất thường trong người. Ngày hôm sau, Thomas ở nhà sáng tác nhạc. Anh nhìn qua nhà đối diện thì căn nhà đối diện đang có rất nhiều người, nhưng anh chỉ chú ý đến hành động này của Grant dành cho cô gái trẻ. Bieber trên đường về thấy một cửa hàng trưng bày rất nhiều nhạc cụ, nhưng thứ làm cô quan tâm chính là chiếc ống nhòm ở bên cạnh. Mục đích của việc mua ống nhòm thì quá rõ ràng. Ban đầu Bieber còn ngại ngùng, nhưng bây giờ thì rất tò mò. Một cô gái bước vào căn hộ, Thomas nhận ra chính là cô gái ban chiều. Grant kéo ra trước, chắc là để cô gái bất ngại. Cô cũng làm theo và Grant bắt đầu chụp hình. Hai người âu yếm nhau rồi tiến tới những việc cần làm. Bên này Bieber và Thomas cũng làm theo hàng xóm của mình, nhưng thời gian thì có sự chênh lệch khá nhiều. Bieber vẫn bị khó chịu. Cô ra ngoài lấy ống nhòm nhìn sang thì bên đó đã tắt điện, nên cô buồn bã định quay trở về giường. Margot lúc này đã về. Cơn tò mò cho Bieber lại tiếp tục trôi dậy. Margot thở bất ngờ cho Grant khiến anh chàng rất vui, nhưng cô đâu biết mình vừa bị phản bội xong. Câu chuyện này được cặp đôi chia sẻ cho bạn mình. Bieber cảm thấy tội nghiệp cho Margot, nhưng cô vẫn tò mò muốn được nghe thấy họ trò chuyện những gì. Trùng hợp thay, Thomas lại biết cách để biến việc đó thành sự thật. Việc họ cần làm là làm sao để vào được căn nhà bên đó, đặt một chiếc gương ở đằng sau cửa sổ để phản chiếu tia laser. Từ tia laser sẽ bắt được sóng âm. Hai người tham gia lễ hội hóa trang nên thành công trà trộn vào căn nhà đối diện. Không khí trong đây rất náo nhiệt. Hai người còn được Grant chụp một tấm ảnh. Ánh mắt của Bieber và Grant cũng khẽ lướt qua nhau. Bieber đã tìm được vị trí lý tưởng để đặt chiếc gương nhỏ. Họ cũng chạm mặt Margot, quay trở về căn nhà để làm tiếp những việc còn lại. Hai người chiếu tia laser để nó phản chiếu lại. Tìm mãi không thấy, Bieber bỏ tác phẩm vẽ của Thomas để lấy bụi phấn và tìm ra tia laser. Còn một bước chờ sóng âm là hoàn thành. Cặp đôi bên kia đang cãi nhau vì Margot nói rằng thấy Grant vào nhà vệ sinh với một cô gái khác, nhưng không ngờ Grant lật ngược lại thế cờ, nói rằng Margot vì không tin tưởng mình nên mới có những suy nghĩ như vậy. Margot đối lý mà chỉ còn biết xin lỗi. Chàng trai cái thắng đốc nhà trong truyền thuyết là đây, anh ta thậm chí còn dùng vũ lực với vợ mình. Chứng kiến vụ việc, Bieber và Thomas chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc. Tại chỗ làm, Bieber trông khá mệt mỏi. Margot cũng đến bệnh viện mắt này để mua kính và Bieber là người tư vấn. Lúc này Bieber mới biết được Margot thực chất tên là Julia. Bieber dẫn cô đi đo mắt trước, sau đó tư vấn và trò chuyện rất nhiều với Julia. Julia còn mời cô cuối tuần này đi spa. Trong lúc đó, bạn trai của Julia tiếp tục công việc của mình, chụp hình, gà gẫm và ngoại tình. Bieber muốn nói cho Julia biết việc này, nhưng Thomas thì nghĩ ngược lại. Anh muốn Bieber ngừng việc xếp lén của hai người. Họ tranh luận với nhau, rồi Thomas buồn bã ra ngoài vì sự cố chấp của bạn gái. Hai cô gái gặp nhau vào cuối tuần để đi spa. Julia tâm sự với Bieber về công việc người mẫu lúc trước đã làm cô suy nhược như thế nào, và nhờ có người chồng hiện tại là sếp mà Julia mới vượt qua được. Sếp là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới. Nhìn ánh mắt mà Julia khi nói về chồng, có thể thấy cô rất tự hào và tôn sùng người chồng của mình. Cảm xúc của Julia đã phụ thuộc quá nhiều vào sếp. Anh là tất cả những gì mà cô có. Nhưng Julia vẫn trông rất buồn. Rồi cô bỗng trầm tư. Bieber tiến đến gần thì lại gọi nhầm là Margot. Thật may Julia không nhận ra vẻ bất thường. Bieber ngày càng lún sâu hơn về cuộc sống của hai người hàng xóm. Cô quan sát nghe lén họ cả ngày, chăm chú từng hành động của họ. Sếp cuộn bao cao su vào khăn giấy và vứt vào thùng rác sau khi ngoại tình xong. Julia vẫn chưa ngủ. Bieber lưỡng lự không biết có nên nói ra sự thật về sếp cho cô biết không. Hôm đi spa, Julia có nói vừa mua một chiếc máy in không dây. Bieber liền test thử, thành công in được. Bieber liền gửi một thông điệp qua cho Julia bằng cách này. Julia sẽ không biết được ai là người đã làm việc này, nhưng Bieber cũng sẽ nói được cho cô biết điều cần nói. Nói về thứ đang được vứt trong thùng rác. Thomas cũng đã thức dậy, biết việc Bieber vừa làm anh rất tức giận. Julia tìm được trong thùng rác và cực kỳ tuyệt vọng. Cô vào bếp lấy một con dao ra. Cô ấy định đâm sếp nhưng đã khựng lại. Thomas đập vỡ ống nhòm rồi bỏ đi.
Qua ngày hôm sau, biết ba đã biết lỗi của mình, cô sẽ lôi bạn trai, hứa sẽ bỏ cái ống nhòm và không nhìn chăm nữa. Nhưng chưa được vài giây thì cô nhìn thấy điều bất thường bên căn nhà đối diện. Julia đã tự sát. Thomas nói rằng đây là lỗi của biết ba và anh đã lấy quần áo rời khỏi căn hộ của hai người. Mặc cho biết ba năn nỉ, anh nói lại. Chuỗi ngày tiếp theo với biết ba là những chuỗi ngày buồn bã và cô độc. Cô vẫn nhìn lên sếp, thấy anh ta ngồi uống rượu bên cửa sổ, cô ước mình là người ở bên đang ngồi. Thấy sếp vào quán bar bên dưới nhà, cô cũng thay đồ và xuống đó, rồi lén nhìn anh ta, không ngờ bị phát hiện. Sếp tiến đến nói chuyện với cô. Sau một lúc nói chuyện, Biết Ba lại cảm thấy thông cảm cho sếp về việc ngoại tình, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Sếp xin được cho một tấm ảnh của Biết Ba. Hai người quay trở lại căn hộ của sếp. Buổi chụp ban đầu vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng rồi câu chuyện bắt đầu đi xa hơn. Để Biết Ba không thấy ngại, sếp cởi đồ của mình ra trước. Biết Ba lúc này cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng rồi cũng làm theo. Sự việc đang giống hệt với những câu người một trước của sếp. Hai người quan hệ với nhau, Biết Ba thậm chí còn là người chủ động. Thomas lúc này quay trở về tìm Biết Ba, mở trong tủ lạnh lấy nước uống, nhưng thứ nước này quá khó uống, anh đổ hết vào khay đồ ăn cho chim. Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy dáng dấp thân quen của bạn gái mình, anh cực kỳ sốc và không tin vào mắt mình. Sáng hôm sau, Biết Ba mới quay trở về nhà, thấy hoa bức dưới sàn nhà, còn Thomas thì đã treo cổ tự tử. Một thời gian sau, cô cùng bạn của mình đến tham quan buổi triển lãm của sếp. Không thể ngờ Biết Ba còn gặp Julia vẫn còn sống, và những bức ảnh trong buổi triển lãm là của Biết Ba. Căn hộ mà Biết Ba đang thuê là của hai người này. Họ chụp lại hết khoảnh khắc của Thomas và Biết Ba từ khi chuyển đến, kể cả việc họ nhìn lén sếp và Julia. Tất cả những việc này đều đã được tính toán. Biết Ba và Thomas là nạn nhân. Biết Ba quay trở lại căn hộ của hai người đó thì biết được ở trên còn một căn phòng nữa. Trên đây chính là cái thiết bị để quan sát họ. Cô tức giận phá nát căn phòng. Biết Ba quyết định rời đi, nhưng rồi cô nhìn thấy xác của những con chim nằm phía dưới. Sếp và Julia được fan hâm mộ gửi tặng một chai rượu, nhưng nó thực chất là cô Biết Ba. Cô biết được Thomas không phải tự sát, mà là uống phải nước của hai người này mới chết và bị dằn dần như một vụ tự tử. Chiếc máy ảnh gửi đến thông điệp cho hai người, các người đã giết anh ấy. Sếp và Julia đuổi theo đến phòng khắp mắt. Hai người gây áp lực lên cô, ép cô nói ra những gì mình đã biết. Rồi Julia cảm thấy bất thường, cô ngã xuống bất tỉnh. Biết Ba gạt nước mắt, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng. Sếp cũng có triệu chứng giống Julia. Rồi cô dùng mấy mẫu mắt laser để làm cho hai người không nhìn thấy được nữa. Một cặp đôi nữa dọn đến căn nhà này, đối diện là Sếp và Julia, nhưng lúc này đã mù. Còn Biết Ba thì quan sát họ từ phía trên cao. Video tóm tắt cũng kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích video này cũng như yêu thích kênh, ủng hộ mình bằng một like, một subscribe và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video sau.